kính thưa quý vị theo cơ quan giám sát biến đổi khí hậu Liên minh châu Âu, thế giới vừa trải qua 3 ấm, 3 tháng ấm áp nhất trong lịch sử, nối dài chuỗi 10 tháng liên tiếp lập kỷ lục nhiệt độ mới. Tuy nhiên những kỷ lục buồn đó vẫn có thể là phá nếu như thế giới của chúng ta không chung tay đó giải quyết ngay từ lúc này. Và một cái thế giới vẫn đang có rất nhiều những cái xáo trộn, rất nhiều biến động cũng như rất là nhiều những cái sự khác biệt nhau đã khiến cho vấn đề chung tay biến trái đất xanh hơn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong một bài phát biểu mới đây, thì thư ký điều hành Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu ông Simon Steele cũng đã cảnh báo về vấn đề nóng lên toàn cầu đang trượt ra khỏi chương trình nghị sự của các chính trị gia trên toàn thế giới. Và cũng theo quan chức này, thì các chính phủ, nhà lãnh đạo và doanh nghiệp cũng như các ngân hàng trên toàn cầu chỉ còn có đúng 2 năm nữa thôi để hành động nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu sẽ trở nên tồi tệ hơn. Các nhà khoa học cho biết việc giảm một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 là vô cùng quan trọng để hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở 1,5 độ C, giới hạn giúp con người có thể tránh được những tác động nguy hiểm nhất của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên năm ngoái, phát thải CO2 trong lĩnh vực năng lượng của thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục. Các cam kết hành động chống biến đổi khí hậu được đưa ra cho đến thời điểm hiện tại gần như sẽ không thể đáp ứng được mục tiêu cắt giảm lượng khí thải toàn cầu vào năm 2030. Theo ông Simon Steele, khoảng thời gian 2 năm tới đây có ý nghĩa quyết định trong nỗ lực cứu trái đất trước mối đe dọa biến đổi khí hậu hiện nay. Chúng ta vẫn còn cơ hội giảm lượng khí thải nhà kính bằng các kế hoạch khí hậu quốc gia mới, nhưng chúng ta cần những kế hoạch đó mạnh mẽ hơn và ngay bây giờ. Ông Steele kêu gọi các nước thuộc nhóm G20 vốn chiếm 80% tổng lượng khí thải toàn cầu phải có những động thái khẩn trương và quyết liệt hơn. Vị quan chức phụ trách biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc đồng thời nhấn mạnh cần huy động thêm nguồn lực tài chính cho ứng phó biến đổi khí hậu thông qua cơ chế miễn trừ nợ và các cấp khoản vay lãi suất thấp cho các nước nghèo và các nguồn tài chính quốc tế mới như thuế phát thải đối với ngành vận tải biển.